Ok, xin chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì trong cái video này ấy, là mình sẽ cùng các bạn xem vào đây là một cái server mới không? Thì xem là tài nguyên chiến ở server mới này nó như nào không? Ở đây mình thấy có hai trận đúng không? Thì trận này nó diễn ra sau, nó diễn ra ở tầm 7:20. Tức là nó sẽ có hai trận diễn ra buổi tối, là một trận lúc 7 giờ tối, một trận lúc 7:20 tối. Đó là trong cái trường hợp mà có nhiều cơ hội đánh. Có trường hợp chỉ có một cơ hội đánh thì nó chỉ luôn đánh ở trận 7 giờ nhé. Và nhiều cơ hội đánh nó đẩy ra các giờ sau đúng không? Thì đây có hai trận, ở đây là 7 giờ và 7:20. Thì bây giờ còn 44 giây nữa vào thì mình sẽ xem. Ở đây mình ở đây server mình để cho đánh tự nhiên, nên ra mình không có hỗ trợ nick gì cả không? Mình đang cho nó vào một cách tự nhiên, mình xem nó như thế nào. Ở đây bạn thấy mình cũng đã treo xong giờ online rồi, vì đây mình đang có 79 lực, nếu mình nhận đống này trên 100 lực mà mình bây giờ mình chưa có thời gian để đánh nên mình chưa nhận vội, mà lúc nữa mình sẽ đánh rồi mình sẽ nhận sau. Ở đây mình đang chờ nó vào thôi, túi đồ đang đầy, anh chưa xử lý không, từ từ mình sẽ xử lý. Ngoài ra xem tình hình trong server nào. Bây giờ bạn xin ở đây đã lên 70 rồi. Đây xếp hạng hiện tại đang 70 là cấp cao nhất thôi. Đây hiện tại thôi, còn tương lai thì không biết. Ở đây còn 6 giây thôi. Khi nó vào nó hiện ra cái thông báo ở góc này cho bạn, một dòng thông báo hiện lên hang hội đánh nhau. Đây bạn chờ một chút sẽ hiện dòng thông báo đây. Mình sẽ tắt đi cái webcam cho bạn dễ nhìn đúng không nhỉ? Ok, ở đây bạn đã nhìn rõ chưa? Ở đây bạn thấy ở đây dòng tài có cái dòng ở đây nó báo báo này. Khi có thông báo này và khi cái chỗ tài nguyên chiến này nó sáng màu này, nó có cái vòng xoáy dày đại này. Bạn ấn vào đây, các bạn ấn vào chiến trường là bạn vào nhé. Và vào đây công việc bạn là gì? Bạn ấn chiến tích khích lệ. Ra dùng tiền chính, dùng tiền khích lệ là mất vàng nhé, còn dùng chiến tích mất chiến tích. Thì khuyên các bạn nên dùng chiến tích nhé. Và ở đây bạn tấn công, ở đây là tấn công những cái con máy. Tại vì sao tấn công máy? Tại vì trận trước là người ta đấy, trận trước là người ta đã đánh thua, cái công hội đánh trận trước đã thua, nên thành ra trận này mình mới tiến hành đánh. Thì công hội trước đánh thua máy thì mình sẽ đánh về bọn máy tiếp, còn nếu công hội trước đánh thua đánh thắng máy thì mình sẽ đánh cái công hội vừa thắng thôi. Đây mình thấy rồi, mình dùng chiến tích khích lệ thôi, được thành tựu không? Trong cái trường hợp hiện tại ấy, trong trường hợp hiện tại có thể thấy ở đây là số người đang ít hơn không? Thì có một giải pháp này, tất cả cùng mua liên chiến. Đấy, cái giải pháp của mình như thế, tại vì bạn có thể làm sáng cờ mất 50 vàng, tuy nhiên nick mình lại không có vàng. Nick mình lại không có vàng nên mình chỉ có thể giới thiệu cho các bạn vì nick mình chơi VIP 1 mà. Thứ hai là cần 3 nick kia mua thì được 3, mỗi nick sẽ cần được một được 5 tướng không? 5 bên địch không? 3 năm là 15, thế thêm mình không mua liên chiến là đủ không? Hoặc bạn có thể khi bạn khích lệ có xác suất thể lên được cái cờ liên chiến nhá. Tuy nhiên là xác suất có thể lên cờ này cờ khác nên ra mình bảo các bạn là mua. Nếu mà không kịp thì làm sáng cờ mua đi. Ở đây mình chỉ gợi ý như vậy thôi chứ nick mình làm gì có vàng mà mua không? Nhưng mà... Để ấn vào làm sáng cờ có thể nó sẽ làm sáng một cờ không sợ thế ạ. Hay làm sáng cờ kiếm sắc, nhưng có thể làm gương cái cờ liên chiến. Thì nếu bạn đen lắm thì bạn dính 4 lần nhé. Đen lắm là ấn 4 lần mới được cái cờ liên chiến. Còn đỏ thì một phát dính luôn đúng không? Đấy là một số cái mình muốn nói cho bạn vậy. Mà tự nhiên sẽ chui mất một bạn thế này. Nói chung là server mới chán các bạn lắm không? Chỉ cho không biết dùng thôi, chị ơi, con này thua không? Thua tại vì đơn giản là các bạn không biết lỗi. Tại vì là 4 người, 3 người mua liên chiến là được. Tự nhiên đến giây cuối lại mất một bạn nhá. Xong rồi 3 bạn kia không mua liên chiến. Mà kể cả lấy cuối mất một bạn nhá, thì cả mình cứ mua liên chiến mà không may ai đó bị đánh thua không cần được 5 ấy thì làm sao ấy? Thì làm sao mà ấy được nhỉ? Đúng không? Nhưng mà cái này rất là dễ luôn đấy. Cái này chỉ đơn giản các bạn mua liên chiến là xong. Thế hôm nay hai công hội đánh đều thua này. Công hội Smile đánh thua, công hội New đánh thua này. Mà đây mới là cái màu mỏ đầu tiên level 5 đánh cái máy mà đã thua rồi nhá. Thì không hiểu như thế nào luôn. Nói chung là server mới đánh hơi chán. Còn đây nói chung là mình chơi vui thì mình không tạo nick hộ các bạn. Đúng không? Mình chỉ cho các bạn cách để chiến đấu thôi. Và các bạn làm được hay không thì tùy các bạn thôi đúng không? Đây mình chỉ gợi ý thôi.
Như vậy là bạn có thể thấy là cái ngày đầu tiên của cái tài nguyên chiến ở server mới ấy, thì bạn có thể thấy ở đây là cả hai công hội đều đánh cái mỏ level 5 là cái mỏ cùi nhất. Và xem trên báo, ta có thể thấy ở đây, ví dụ mình xem trên báo trước thì cái công hội Smile chỉ có hai bạn đánh, công hội mình khá hơn tí được ba, công hội mình đang tạm ở ấy khá hơn tí được ba bạn đánh không. Thì với cái số lượng người đánh như này thì không thể có tí hy vọng nào có thể thắng được. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đánh với máy thì tối đa của tài nguyên chiến nó cho phép bạn là 50 người, nhưng mà tuy nhiên tối đa cho phép 50 người, nhưng tuy nhiên đánh với máy nó chỉ cho bạn 15 tướng. Thì 15 tướng bây giả sử nhá, nếu như bạn không có liên chiến thì một nick nếu thắng tối đa được ba 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 kẻ thù đúng không, thì ở đây bạn thấy rằng với hai người thì tối đa chỉ được 6, tối thiểu là 6. Giả sử bạn mua được liên chiến ấy, hay bạn làm mới được cờ liên chiến ấy, là bạn được đánh khoảng 5 người ấy, thì lúc đấy thì tối đa chỉ được 10 người đúng không? Thì không thể nào đánh được hết 15 thôi, nên thành ra chắc chắn thua là đương nhiên rồi đúng không. Nên thành ra mình thấy cái này là vấn đề này nó do các bạn phải cân đối với nhau. Tức là bây giờ có một số cách như sau này: nếu như mà bạn muốn đánh theo kiểu ít người, ít nick online nhất mà đạt được cái hiệu quả chiến thắng ấy, thì bạn phải làm sao? Bạn phải kho mình là 4 người, trong đó 3 người có cờ liên chiến, thì 3 năm là 15, với thêm 1 người dư nữa đảm bảo chắc chắn là thắng. Tại mình không nhớ chính xác trường hợp như kiểu huề như thế nào, nhưng mà mình sợ phe tấn công huề thì hay được tính là thua ấy, nên tốt nhất là ra cứ cho chắc ăn là 4 người đi, đúng không? Thì 4 nick đi, và 3 nick có liên chiến, tức là 3 nick cần 5 ấy. Và đây máy rất là yếu nên thành ra hầu như ai online cũng thể mặc định được thắng, thành ra bạn không phải lo vấn đề như online đánh thua đâu, mà đặc biệt là có nguyên liên chiến là auto win, nên là 3 năm là 15 với thêm một nick dư được chắc chắn là 16 là sẽ thắng được, đúng không? Còn trong trường hợp khác là giả sử như bạn không muốn phải tốn vàng hay là không phải muốn may rủi mua cái liên chiến ấy, thì giờ bạn chỉ đơn giản một điều là sao, đó là bạn huy động cho mình là 6 nick đúng không, thì 36 là 18 là thừa sức đánh thắng đúng không. Thì đấy là cách dễ nhất. Còn nếu trong trường hợp nữa mà bạn muốn kiểu nó thoải mái hơn nữa thì nói chung là cố gắng huy động anh em đều online đi là nhẹ nhàng nhất đúng không? Nhưng nói chung là tối thiểu bạn phải trong cái tài nguyên chiến khi đánh với máy ấy, là phải có tối thiểu là 6 người nhé. Để 36 là 18 nó lớn hơn 15 địch thì nó mới yên tâm đúng không? Còn nếu bạn tại vì bạn yên tâm một điều chắc chắn là nick sẽ chiến thắng, nên thành ra bạn không phải lo cái trường hợp là sẽ có trường hợp nick bị thua máy đâu, cái đấy không có đâu, nên thành ra mình muốn nhắc nhở như vậy. Nói chung các bạn nên nhớ cái khung giờ 7 giờ tối đến 7 giờ 20 tối nó có hai cái trận này. Thì nếu nhiều nhiều team đánh thì diễn ra cả hai trận, và ít team đánh chỉ có mỗi trận 7 giờ thôi, thì bạn cố gắng ra thu xếp ấy. Không không trực được ấy, thì có thể online vứt nick vào trong đấy cho nó tự đánh đúng không, chứ bạn không, không thì nó sẽ tiện hơn cho bạn. Đấy một số cái mình muốn nhắc nhở bạn chút về cái tài nguyên chiến thôi. Để ra thấy mới ra server anh em còn đang nhiệt huyết mà đã để thua tài nguyên chiến thế này rồi là không được không. Mặc dù cũng rất là thông cảm cho các bạn là cái giờ tài nguyên chiến hay vào giờ ăn cơm, nên đêm hoặc là nhiều khi một số bạn thì Hà Nội có thể giờ đang đi làm về tắc đường, nên đôi khi các bạn không thể nào online ấy. Nhưng mà tôi thì cố nhiên là mỗi người cố gắng một tí thôi, mỗi người cố gắng một tí thì không on được có thể gửi cho bạn khác on hộ, để làm sao cho cái đội hình ấy, ít nhất nó phải có tầm 5 6 người trở lên thôi, thì có gì còn có cơ sở để mà đánh thôi. Thì bây giờ để đội hình có khoảng 2 3 người làm sao mà đánh thắng được máy không, mà máy không đánh thắng được thì đánh được ai không. Ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành tiến lên đảo room nhé. Tại vì ra hiện tại mình quay video này, lúc này mình ghép video vào nó là rơi vào tầm hơn 3 rưỡi sáng rồi, lại cố gắng rồi. Ở đây hiện tại bây giờ để con đảo room ấy đôi khi nó sẽ bị lag, nó lag thì bạn không tiến được sang bên này không, bạn chỉ cần giả bạn chỉ chuột vào cái vùng xanh xanh này, bạn thấy là room không, bạn chỉ vào cái đảo là room, ấn chữ có nó sẽ chuyển đến nhé. Thì đôi khi có thể nó lag nó không di chuyển đâu, có những bạn ấn một phát nó tự động nó di chuyển luôn, có những bạn phải ấn thủ công như mình nhé. Ok mình lại lên đảo mới, thì đầu tiên mình lại đi ăn mỏ, nhưng mà trước khi ăn mỏ sẽ di chuyển đến trung lập nhé, ấn vào trung lập, ấn vào di chuyển, sau đó tiếp tục ấn vào trung lập, ấn xem, sau đó chuyển sang khu tài nguyên, thì đấy bạn sẽ ăn được mỏ bên trung lập nhé. Và tiếp tục ở đây thì bạn có thể thấy ở đây là mình đã lên được đảo The Room rồi không? Thì bây giờ mình ấn đến chỗ đảo The Room để nhận cái nhiệm vụ nhé. Bây giờ ra sang chương 4 là hoa anh đào nở vào mùa đông không? Nói chung là tên chương nói chung là nó theo cốt truyện, nó tiến từ 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 từ. Và đây mình tiếp tục mình đến là ông Zit này. Đây, khi này bạn cứ khi nào bạn ấn vào đấy bạn thấy không di chuyển được ấy. Tức là sao? Tức là nó ở bên bên vùng map khác đúng không? Tức là bạn ấn vào cái hình tròn này và quay trở lại đây không? Thì đây bạn thể ấn vào cái làng chẳng hạn đấy, đó ấn vào đâu này là đến đến đúng vị trí không. Thế đôi khi nó sẽ bị hâm hâm dở dở nó lắc lắc một tí vậy, thì bạn xử lý như vậy cho nó dễ. Ở đây túi đồ mình đang khá là đầy nhưng mình sẽ xử lý sau không? Ở đây nó bảo mở phòng cất và ấy, thì mình sẽ mở thêm một phòng này ở trên cái tàu không? Xong mình nâng xong mình có thể nâng lên. Nhưng ở đây hiện tại mình đã bị thời gian là màu đỏ, tức là mình đã bị quá thời gian cho phép rồi, để chờ thành màu xanh mới đầu mới ấn được. Ok vậy ấn lại không được không, tức là bạn hiểu nôm na nó sẽ ở bên đảo The Room, ấn sang đảo The Room thì đôi khi nó lúc nó ấn rất là nhạy, có lúc nó ấn chả nhạy gì cả, thì ta phải tìm cách xử lý như vậy cho nó dễ thôi.
Đây không thì mình bây giờ mình đã vừa hoàn thành mở xong vào đảo dấu vàng không? À, phòng dấu vàng không? Bây giờ mình tiến hành có thể đi thêm map không? Đây mình có khá nhiều lượt nên mình phải đi. Tại vì sao? Tại vì cái quà online mình chưa thèm nhận này. Nên ra mình phải đi xử lý cái này. Đây nãy mình vừa hội đàm con Mister 9 rồi. Nói chung con đấy nó yếu rồi. Nói chung chỉ gọi là hội đàm ra thôi chứ còn dùng thì chắc không dùng. Nó yếu quá. Nó không phải tướng nào hội đàm ra chất lượng trong cái giai đoạn hiện tại ấy. Những cái tướng ở giai đoạn hiện tại đây là toàn những tướng mình không sẽ không dùng nhé. Nên giả sử có hội đàm ra thì cho nó đủ cái kho tướng nó nhiều tướng thôi. Chứ còn không không sử dụng đến nhé. Có thể vào chế độ một chút này. À nó ba lô đầy thì bạn không được phép chế độ nhé. Thì bạn phải giải phóng ba lô không?
Thì ba lô ở đây thực sự mình đang đầy thật. Bây giờ mình xem vào trong kho, cất bớt được cái gì trong kho không nào. Đây một em mở kho còn khá là rẻ, có thể mở thêm vài ô đi. Mình cất bớt một số thứ vào, ví dụ như cái túi ba lô thì tại mình chưa dùng tới, cất vào trong. Mấy cái này cất vào trong này. Bánh mì chưa dùng tới, cất vào trong này. Đây chỉ có mấy thứ vớ vẩn này thôi sao. Cái trái quỷ chưa dùng tới được, bởi vì thật ra bây giờ chưa có trái quỷ để dùng ấy. Những cái khác là còn cái gì nhỉ? Ở đây đa phần là đồ ấy rồi thì nào. Chắc để tầm vậy thôi, để mình lấy cái ô chống mình chế đồ cái đã. Được một mảnh cái nhẫn thôi, nhưng mà nói chung là một mảnh. Cái nhẫn 5 sao thì bạn cần ở đây cần 3 cái nhé. 3 cái mới giúp bạn có thể xử lý được vấn đề. Còn bây giờ chỉ có một mảnh thì vẫn chưa ghép được nhé. Cái này ấn thủ công hơi mất thời gian tí. Và cố gắng là ấn thôi. Hôm nay lên được 7 đẳng, xem được cái gì nào. Được cái nhẫn long hồn thôi, nhưng mà cho nó không cùng loại với cái nhẫn ngôi sao nãy. Nên đâm ra cũng phải kiếm thêm 2 mảnh nữa. Nói chung là càng về sau ấy, khi bạn có nhiều phẩm chất đấy thì cái cột đẳng cấp nó càng, cái đợt cột đẳng nó càng lên cao nhé. Và nếu bạn dùng vàng nó còn lên cao nữa, nhưng mà đây mình không sử dụng vàng nên nó chỉ được tầm này thôi. Nếu bạn sử dụng nhiều vàng nó sẽ lên cao nữa đấy. Đã lên 7 đẳng này. Đây là một mảnh nhẫn thiên sứ này. Đây là đồ 6 sao rồi, nhưng quan trọng là hiện tại thì có đủ chắc cũng chưa sử dụng được không? Nên cứ từ từ thôi. Lại được phát nữa 7 đẳng này, xem 7 đẳng ra cái gì nào. Vẫn là nhẫn long hồn à. Nói chung cứ từ từ bình tĩnh mà ấn thôi. Tại vì cái này ra nó hên xui mà. Nhiều khi nó 7 đẳng mà nhiều khi nó còn ra đồ 4 sao ấy chứ. Thành ra cái này do nhân phẩm nhiều lắm. Thành ra cố gắng làm sao, nói chung là cái số đẳng càng cao thì cái tỷ lệ nó được đồ ngon nó càng cao thôi. Chứ còn nó không giải quyết được cái gì quá lớn đâu. Ô ba lô lại đầy rồi. Có thể dung hợp cái viên ngọc này nào. Cái viên này thế nào, để dung hợp à. Và để ý là các cái viên thường hình dáng đấy thường tương ứng với cái viên giống như viên giống như, nói chung là cái viên này giống các viên khác, nhưng mà riêng cái viên màu trắng ấy, cái viên màu trắng ấy thì bao nhiêu sao, dù là kim cương hay là dù cái dạng hình hình nó gọi là hình gì nhỉ? Đại khái các cái hình thù mà màu trắng ấy thì luôn dung hợp vào tất cả các dạng, dù nó là 1 sao, 2 sao hay 3 sao ấy. Vì đó là viên, nó gọi là viên kinh nghiệm, chứ nó không phải là cái viên để sát thương hay vật phòng hay là cái gì đó. Thành ra có thể hoàn toàn có thể dung hợp bình thường nhé. Bây giờ mình tiếp tục mình vào chế độ nốt. Ok, hết số lần không? Tiếp tục ở đây mình quay trở về này có thể trả lời câu hỏi chứ. Ví dụ như mẹ của Robin thì là Nico Oliver nhá. Ở đây xem nào, vua bóng tối không? Tiếp tục là so sánh ấy, quả cà chua này. Nói chung mấy câu này khá là dễ. Tiếp tục ở đây mình có cái nhiệm vụ chiến đấu, mình có thể đi chiến đấu tập kích một tí không? Ở đây hiện tại mình đang chơi 5 tướng thì mình nghĩ là chắc mấy chỗ này qua cũng dễ thôi. Còn đánh hết thua thì mình xem trên báo, còn đánh mà thắng luôn thì mình không xem nhé. Tại vì đây mình muốn đi cho nhanh, sắp sửa sang 4 giờ sáng rồi. Giờ này tầm phải quay cái tầm sát 4 giờ sáng. Thế là thường nửa đầu video bạn sẽ xem tầm sáng hoặc tối, nhưng cái nửa cuối của video của bạn thường nó sẽ là tầm rạng sáng. Đây mình phải gom mình quay mà. Nói chung mình không có thời gian để tối ưu số lực trong thời điểm này. Thành ra đôi khi bạn thấy là vẫn còn rất nhiều lực mà mình chưa đi hết ấy. Ok mình qua không? Và mình cũng lại quên mình làm nhiệm vụ ngày mất rồi, đâm ra mình lại phải tiếp tục đi tiếp. Đi tiếp để cho xong để ngày mai làm nhiệm vụ ngày nó đỡ khổ. Ở đây mấy con cừu không? Thì đánh thử xem nào. Ô thua ngay thì con cừu đầu tiên à? Chả lẽ lại khó thế sao? Ô đánh đau phết nhỉ? Cái này để ngày mai mình có thời gian mình sửa lại ngọc nhé. Để tầm này bây giờ mình sửa không kịp. Bây giờ nó sắp sửa sang ngày mới rồi. Nhưng thì hoàn thành đốt một số thứ để có thể qua được. Ví dụ đây tặng quà không? Tiếp tục tặng cho Kaya nhé. Kaya lên level 9 thì học được kỹ năng này. Nhưng mà bây giờ chưa đủ. Cứ từ từ đã. Đúng không? Xem nào, có cái gì à? Nấu ăn à? Nấu ăn, mình sẽ nấu ăn lên một tí này. Tìm kiếm mình sẽ ấn vào phát cho nó có thôi. Mình chưa có thời gian xử lý luôn đúng này. Nhận tinh bà đâu, tinh bà mình chưa nhận này. Phải tăng tốc, tăng cấp nó lên một chút nữa xong rồi mình nhận. Dạy nô lệ, mình chưa đủ sức mạnh lấy nô lệ cướp tầm bảo, bây giờ không ai tầm bảo cả. Tiếp tục ở đây là có cái gì, tụ hồn chưa có, tấn công cảng à, có cái lần miễn phí nhưng mà để thôi để ngày mai đánh được.
À đây 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 là nhận nốt rồi, cái này là coi như là xong không? Là nhận nốt thôi. Giờ lại đi giải phóng túi đồ không? Túi đồ nó vẫn đang chật quá. Vào kho à, có thể cất cái túi vào trong này. Có cái này cất vào trong luôn đi được. Lấy ô trống đã. Bây giờ tiến hành đi giải phóng này lấy quà thân mật nhé, cho nó rộng rãi này. À đây hình như có cái quặng, hình như bên trong có. Bên trong có cái quặng này không nhỉ? Không có à? Ok, đây chưa có thì thôi không? Thế từ bây giờ mình vào trong cái chỗ phòng lễ phẩm nhé, để mình giải phóng bớt cái đồ 3 sao ra, để mình đổi cái quà thân mật. Một số ôm vẫn bị trống, à số ôm vẫn bị đầy không? Vậy thì mình phải xem nào, phải mở thêm một chút thôi. Cái này vẫn đang mất có 21 vàng, vẫn rẻ không? Mở thêm được, chắc là mở thêm vài ô đấy. Bây giờ một ô mất 24 vàng, mình mở thêm vài ô đi. Cho nó rộng ra cho dễ làm không? Ở đây viên này vẫn 28 vàng, vẫn thoải mái không? Mình phải tích vào đây để xử lý đồ 3 sao chứ, để phân rã đồ 3 sao này. Thì tất cả các đồ 3 sao bạn có sẽ phân rã ra. Còn nếu bạn tích vào ô 4 sao thì tất cả đồ 4 sao sẽ bị phân rã ra. Bao gồm tất cả đồ 5 sao bạn tích vào sẽ được phân rã ra. Bao gồm cả cái mảnh lẻ như đồ đã ghép được nhé. Nhưng ở đây thường mình sẽ chỉ phân tách tầm đồ 3 hay 4 sao thôi. Nhưng ở đây mình chưa phân tách bộ 4 sao vì có mấy cái 4 sao mình cường sẵn để dùng ấy. Nên ra mình chưa phân tách ra. Tiếp tục bây giờ mình nhận cái đống quà này vào để mình tiếp tục mình xử lý tiếp. Đây có rất nhiều đồ. Thì tiếp tục mình lại dùng cái viên kinh nghiệm thứ mình dồn vào một viên nào đó. Ví dụ mình dồn tiếp vào cái viên viên 6 sao này không? Thôi mình có thể cho cái quà thân mật để tặng cái quà cho con Kaja ạ. Để mình một phần mình tăng cái thân mật cho Kaja, một phần nữa là để mình lấy cái vị trí đó để xử lý cho một số tướng khác không? À, để cho nó rộng túi đồ ra tí. Mình sẽ tiếp tục mình lại phân rã cái đồ 3 sao tiếp. Để lấy cái độ rộng cho túi đồ đã không? Nếu mình nhận quà mình lại phân rã, mình nhận quà lại phân rã ra. Tôi mình lại nhận quà. Đây nhiều con labon có thứ trùng đấy, nhưng thấy con bò chưa dùng không? Đây số pet mang theo đã đầy không? Thì mình vào trong phòng pet nhá. Bây giờ nó cho phép như kiểu mình đang vậy không? Mình ấn vào dấu cộng này. Nó mất 10 vào có thể mở được 3 ô không? Bây giờ mình ấn sử dụng nhá. Tức là bạn mở thêm số ô này. Tức là số pet hiển thị đây sẽ được tăng lên khi bạn ấn vào dấu cộng này, xong bạn ấn bỏ vàng này. Nhưng quan trọng là bây giờ bạn ấn lần nữa và thấy là số vàng tăng lên đến 30 không? Tức là tăng dần số vàng mất lên, nên thành ra cứ từ từ thôi không? Ok, bây giờ bạn có được 3 con pet rồi không? Còn con labon này có rồi thì bạn chỉ đơn giản bạn bán đi thôi, cho nó đỡ chặt thôi. Cái túi random tím thì có thể mở ra được. Tiếp tục ở đây, đôi lại chặt quá rồi, mình lại tiếp tục là nâng con Kaja lên. Tiếp tục bây giờ mình lại vào tiếp cái phòng lễ phẩm, mình lại tiếp tục phân tách tiếp không? Mình lại phân tách tiếp cái đồ 3 sao. Tiếp tục mình lại lĩnh quà vào trong không? Nó chỉ lặp đi lặp lại mấy cái thứ này. Có thể bây giờ mình chạy ra chỗ shop mình bán bớt cái đồ 2 sao đi này. Labon trùng gì cũng bán đi vì nó không cấm được cây ấy sao? Nhiều nhớ không nhầm không cấm được cây. Thì mình bán đi cho nó rộng được. Mà nếu cấm chắc chả được bao nhiêu điểm đâu, thì ta bán đi thôi. Mình lại nhận thêm quà vào. Mấy cái đồ này bạn có thể dùng nhá, hoàng kim bảo thạch bạn dùng nhá, thì về sau sẽ hiển thị lên. À nó hiển thị luôn trong cái chỗ tính năng mà bảo thạch của bạn ấy. Nên bạn không lo nó mất đâu. Cái cờ chưa dùng vội nhá, vì nếu bây giờ dùng ra ít nhất xảy ra hai loại cờ, tốn 2 slot. Thì có thể như vậy sẽ mất một chỉ tốn 1 slot thôi, tiện hơn. Tiếp tục mình lại nhận thêm vào nhé. Đây có thể bán trực tiếp thẳng từ cái ô chờ vào trong shop nhá, nên bán mấy cái đồ 2 sao đi. Cho nó đỡ tốn công cho vào lại bán ra không? Đồ 1 sao cũng bán đi này. Cái đồ 3 sao vừa bán giờ mình mua lại nhé. Ở đây túi đồ đang chật ấy, nên giờ chưa mua lại đâu. Giờ mình tiếp tục mình tặng quà cho Kaja đi. Nó tiếp tục mình lại vào shop này. Nó mình có thể mua lại cái đồ nãy. Cái đồ bán mà nó có cái thời gian đây, nó quy định thời gian bao nhiêu giờ hết này. 24 tiếng sẽ mất thôi. Thì bạn chỉ cần lấy nó về trước 24 tiếng là vẫn được nhé. Ở đây ngoài ra mình có thể nhận quà, mình sắp sửa sang ngày mới rồi, mình nhận cái quà cho đủ đi. Đó như ok không? Ở đây mình có cái này mình chưa lật, mình phải ưu tiên lật tật nó đi không? Ở đây mình có thể thế nào còn 2 lượt nữa là tròn nữa, mình sẽ xử lý nó 2 lượt nữa. Tại vì đây mình đang gần sang ngày mới rồi, nên ra mình phải đánh trước khi sang ngày mới để trước khi nó bị reset một số hoạt động lại không? Mình sẽ đánh cái này lên tí. Đánh thêm 2 cái là tròn thôi, xong rồi mình dùng auto click mình lật thôi. Để mình giải quyết cho tròn trong ngày, thế lúc sang 4 giờ sáng tính ngày mới mình lại làm cái thứ bình thường thì chả sao không? Đấy rồi, mình sẽ dùng cái auto click để mình lật.
cho nó nhanh gọn lẹ mà. Thì như thế này mình sẽ được thêm số túi quà linh tinh. Bây giờ tiếp theo mình tiếp của mình lại giải phóng tiếp cái túi đồ của mình ra cho rộng hơn. Nói chung bây giờ nó hơi khốn khó tí, mặc dù nó chi rất nhiều vàng để mở túi đồ nhưng nói chung vẫn khá là chật đúng không, tại vì ra không đầu tư nên nó hơi cùi tí. Thế mình rất luôn ưu tiên xử lý cái túi đồ trước nhá, mặc dù mình biết thừa mua bánh mì lên cấp bây giờ nó lợi hơn đấy, nhưng quan trọng mình xử lý túi đồ trước, tại vì ra VIP không nó rất là khốn khổ rồi. Nếu bây giờ túi đồ chật nữa thì chơi rất là vất vả, nên ra mình cố gắng mình mở túi đồ trước. Ở đây mình sẽ ok, mình đã xử lý xong cái đấy rồi. Tiếp tục bây giờ mình có thể dung hợp với cái viên kinh nghiệm này vào tiếp với cái viên của Usopp ấy. Bánh mì có thể sử dụng được mà không được. À đây mình nhận cái quà này đã không xong, sang ngày mới lại mất. Nhận trước xong sang ngày mới mất thôi. Nói chung là những cái thứ cơ bản nhất của một ngày đã nhận xong rồi đúng không? Còn bây giờ những cái thứ khác bây giờ nó không quan trọng, bây giờ để sang ngày mới không sao cả. Rồi những thứ quan trọng nhất trong ngày mình nghĩ là đã làm xong hết rồi. Kiểm tra chút cái này xem đã hình như lên cấp rồi sao không? Đây thêm tí. Rồi mình nghĩ là có thể những cái thứ quan trọng nhất của một ngày đã xong rồi. Bây giờ mình chỉ thong thả xử lý nốt những thứ còn lại thôi. Ví dụ đây nhận quà, để đây mình thấy nhá. Quay lại đầu nè, cấp 40 này. Cấp 50 sắp sửa lên rồi, sắp sửa có rồi. Tăng danh vọng thì đường cái này. Tăng danh vọng này nhận thêm là 3 lô vàng này. Tăng danh vọng này chưa đủ đúng không? Cố lấy được quả 77 sao để dùng đúng không? Boss 40 lần rồi, 60 lần nhận rồi này. Nấu ăn cấp 4 chưa được thì chắc là mấy kia chưa. Online liên tục thì nhận hết rồi đúng không? Tổng online 20 tiếng chưa rồi. Ở đây tổng online 40 tiếng này, nhận thêm 20 lực ở đây 81 rồi. Thế thì từ từ mới nhận cái này sao được, vì nó không giới hạn mà. Tâm bảo này nhận này, được 15 lần rồi này. 20 lần chưa được này. Đồ tí mình chưa có, không cường hóa được, chưa bộ Nami mình chưa đủ. Bạn bè thứ chưa. À bạn bè thứ xong rồi không? Mấy cái này xong hết rồi không? Ok, tạm tạm như vậy không? Tiếp tục mình giải phóng túi đồ không? Tiếp tục nhận mấy cái này đi không? Nó sẽ tự cộng vào. Ở đây mình có cái danh hiệu này, mình lấy ở trong cái lúc quá trình mà mình đi đánh con Bugi ở trong cái mấy cái map đầu, nó có cái danh hiệu nhé. Ở trong cái map này, ở trong cái vị trí chỗ này này. Ở trong cái chỗ nếu không nhầm là thị trấn K với sao ấy. Đây này. Đánh cái này nó xác suất ra nhá. Nếu mà đánh bao giờ nó ra cái danh hiệu thôi nhá. Đánh xác suất có thể đánh một phát ra luôn, có thể là đánh vài phát mới ra. Sau đó bạn ấn nhận để tăng lực chiến không? Bạn chỉ cần có một danh hiệu nhá, vì nhiều danh hiệu nó cũng không sử dụng thêm được. À mình có thể bây giờ mình vào nhận quà trong, có thể giải phóng thêm tí nữa. Mình bán bớt số thứ linh tinh đi thôi, mình giải phóng tí mình nhận quà trong cái map vậy thì mình sẽ nhận được thêm, có thêm vàng để mở túi đồ đúng không? Đây mình sẽ xem có những cái gì có thể bán ra được không? À thứ bán ra bán được rồi à? Ok vậy thôi, bây giờ mình chỉ cần tăng tốc đồng tặng quà đúng không? Đây có thể phân tách tiếp một tí này. À đây phân tách phòng lễ phẩm đây chứ. Nó hơi chật đúng không? Bây giờ vào kho vứt một số cái vào kho này. Túi này nãy mình nhớ vứt ở kho rồi, vứt ở thêm không? Túi ram rôm thạch thì mở luôn thôi. Mấy cái thạch để cùi mà. Ba lô vải cất vào trong đó này. Ram rôm bồ vứt vào trong đó này. Ok tạm tạm như vậy đã không? Mình tiếp tục tặng quà con Kaya lên tí. À đâu? À quên, mình dung hợp với Ngọc một tí. Lấy cái ô trống mà. À, mình tiếp tục mình phân tách ra để mình tặng cho Kaya. Nói chung là VIP thấp và túi đồ bé sẽ hơi bất tiện cho bạn chút nhé. Nhưng mà phải kiên trì tí, vì đây là mình đang chơi VIP thấp mà. Giờ sẽ vào map để mình nhận tất cả cái dương quà mình đã hoàn thành nhé. Tại vì đa phần mình đã trong thời gian mình trước khi mình quay mình cũng đã hoàn thành tương đối một tí rồi. Đây chiến dịch trên biển hoàn thành này. Cái này nhận rồi này. Cái này chưa nhận này. Cái này chưa nhận hết này. À mình đã đủ danh vọng chưa, mộ Nami này. Tại vì trong cái giường có những giường có cả danh vọng mà. Có Nami giúp mình đánh boss hiệu quả hơn, bởi vì Nami nó có cái giảm nộ ấy, nó giúp mình đánh boss lâu hơn. Cái thị trấn này mình chưa hoàn thành được, vì đơn giản cái này mình chưa đánh được, bởi vì mình chưa hoàn thành cái map đỉnh núi Whiskey này này. Ok nhưng mà không sao, cứ từ từ đã. Rồi đúng không?
Như vậy mình được thêm 186 vàng, mình sẽ mở thêm một số ô ở đây. Dù ô này mất 28 vàng mình sẽ mở nhé. 29 vàng vẫn mở nhé. 30 mở. 31 vẫn mở. 32 vàng vẫn mở đúng không? 33 vàng mở. Ok, bây giờ thiếu tí vàng mình sẽ mở mấy cái túi vàng ra nhé. Ủa sẽ toàn ra 10 vàng ấy nhỉ. Đây 34 này. Với cùng cái này là 35 là tương đứng với ba lô. Thôi bây giờ mình vào kho mình lấy ba lô ra mình mở cho rộng túi đồ hơn nữa. Để cho mình có cái không gian rộng rãi mình chơi ấy. Chứ VIP giờ đã thấp rồi ấy. VIP đã thấp rồi mà còn chật quá rất là khó dùng. Đấy sẽ mở ra. Và tích vào dùng bộ ba lô vải ra tiêu ba lô vải không tiêu vàng các bạn nhé. Thay vì mất 595 vàng mà chỉ mất 14 ba lô vải thôi. Bây giờ mở thêm ô còn ba lô vải nữa. Ok, mở vải nó rộng ra rất nhiều không? Bây giờ có thể lĩnh cái đống quà đẹp vào cọt này vào không? Nó rộng hơn rất là nhiều rồi. Cái này vứt ở trong đây là tránh mở nhầm này. Bánh mì để lôi ra làm sao có thể dùng. Mở cái gì không nhỉ? Đây, mấy cái này vứt vào trong này. Cái ram đô vứt ra này. Cơ bản mấy thứ này cất vào trong thôi. Những cái chủ túi đồ là rộng hơn một chút rồi. Nó giúp bạn thoải mái hơn tí không? Ở đây là có con này có thể. Đây con keng có thể vứt tạm viên ngọc này vào này. Con DNA có thể vứt tạm viên ngọc này vào. Con men để chống dùng tạm viên cùi thôi. Để dung hợp một tí cho nó cao lên tí. Đấy để cường hóa nhẹ tí lên 49 thôi. Mình chuẩn bị đến cấp 50 mình có thể mặc số đồ rồi. Ok, mình bán bớt một số cái đồ 2 sao. Mình thấy cái này nó nhấp nháy này, tức là mình đã sang ngày mới nhá. Tức là bây giờ là 4 giờ sáng, sang ngày mới bắt đầu nó lại làm sáng cái này. Quay như mọi thứ lại quay như quay lại từ đầu đúng không? Quay lại từ đầu rồi, nhưng mà cũng không sao. Bởi vì thực ra cũng chả quan trọng lắm. Những cái gì cần thiết làm trong ngày mình đã làm xong rồi đúng không? Giờ có 82 lượt mình tiếp tục vừa vào đi map vừa hoàn thành tiếp cái map để cho nó giải quyết vấn đề tụt lực xuống đã.
Ok, thì có lẽ trong cái video lần này có lẽ mình sẽ kết thúc tại đây nhá. Thực ra mình hơi mệt rồi. Mình để lại tầm 48 lực thì có gì ngày mai mình ngủ dậy cái thứ thì nó thêm một số lực nhất định, nó không quá 100. Nên ra mình có lẽ mình kết thúc video ở đây. Thì nói chung nếu bạn thấy video này hữu ích cho bạn có thể là like như đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Có lẽ bây giờ mình xin chào tạm hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé.